Đại chúng niệm Phật. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Bài kinh chuyển pháp luôn là cái bài kinh đầu tiên trong là cái bài pháp mà đầu tiên mà Đức Phật thuyết giảng, là khai mở ra cái giáo pháp của Đức Phật. Và cái bài kinh này nói lên bốn cái chân lý, bốn cái sự thật, và đấy là cái sự thật mà một người tu hành cần phải giác ngộ bốn cái sự thật đấy. Cái người nào mà chưa thấy được bốn cái sự thật này thì vẫn còn ở trong sinh tử. Người nào mà thấy được bốn cái sự thật này thì sẽ giải thoát khổ đau. Cái sự thật khổ cần phải biết, cái sự thật về khổ cần phải biết, tức là ngày nào còn có cái sự tái sinh, còn có cái già, còn có bệnh, còn có chết, còn có sầu bi khổ ưu não. Bất cứ một cái cõi nào sinh ra, bất cứ ở một cái sinh hữu nào cũng vậy, cũng là khổ hết. Là sự thật thứ nhất, là cái thánh đế thứ nhất là sự thật về khổ, sự thật về tập đế, là cái nhân sinh ra khổ. Ngày nào còn tham ái thì ngày đấy sẽ còn tái sinh. Khi nào mà tham ái diệt thì mới hết tái sinh. Tham ái là nhân của khổ. Là sự thật thứ hai là cứ còn tham ái thì sẽ còn phải ở trong sinh tử. Sự thật thứ ba nó là diệt đế, là hết diệt trừ được cái tham ái thì nó sẽ diệt trừ hết tất cả khổ đau, nên được gọi là cái thánh đế thứ ba, diệt đế. Và cái thánh đế thứ tư là đạo đế, muốn giải thoát, muốn diệt trừ hết tất cả những khổ đau thì cần phải có cái phương pháp, có cái con đường, có cái cách thức tu tập. Thì cái thánh đế thứ tư, đạo đế. Đạo đế chia thành 8 cái phần. Đó là 8 cái thành phần của đạo đế: là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh thần, chánh niệm và chánh định. Đối lập lại với 8 cái chân chánh đấy, nó là 8 cái tà pháp: tà chi kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà tinh thần, tà niệm và tà định. Thì nó có 2 con đường: một con đường chân chánh, một con đường tà và một đường chánh. Thì cái con đường chân chánh này sẽ đi đến niết bàn, giải thoát khổ đau. Và một cái con đường tà là đi ở trong sinh tử, chìm đắm ở trong cái vòng luân hồi. Hôm trước nói về chánh tư duy và tà tư duy rồi, chánh chi kiến và tà chi kiến rồi. Thì hôm nay sẽ tìm hiểu về chánh tư duy. Thế nào là chánh tư duy mà thế nào là tà tư duy? Xem lại cái bài pháp tứ thánh đế này một lần nữa. Chuyển pháp luôn.
Tư duy là cái tâm của mình nó suy tư đấy. Phải tránh tư duy là cái gì? Tư duy có nghĩa là những cái suy nghĩ. Trong tâm của mình nó suy nghĩ đến cái chuyện này, nó suy nghĩ sang chuyện khác. Vậy đấy là phải tránh tư duy. Cái tâm nó thanh tịnh thì nó hay suy nghĩ những cái điều thanh tịnh, điều tốt. Cái tâm nó ô nhiễm thì nó hay suy nghĩ những cái điều xấu. Suy nghĩ chân chánh. Có lúc nào mà cái tâm của mình nó không suy nghĩ cái gì không? Có cái lúc nào mà nó không suy nghĩ, mình ngồi đây nó không nghĩ gì không? Lại nghĩ. Lúc mình ăn nó có nghĩ không? Lúc mình ngủ nó có nghĩ không? Mỗi cái lúc ngủ này là cái tâm nó chìm vào cái hữu phần. Cái lúc ấy nó có cái sự tư duy, nhưng mà cái tư duy ở đấy là nó bắt cái cảnh cận tử, kiếp quá khứ. Lúc ngủ thì nó đôi khi mình mơ, thì cái mơ đấy có phải là nó tư duy không? Mơ nó cũng là nó gần là cái tâm hạnh nó đang tư duy, đang suy nghĩ. Vậy không có cái lúc nào là cái tâm mình nó không có các cái tư duy, không có lúc nào nó không có các suy nghĩ cả. Lúc nào nó cũng có hết. Vậy thì cái tư duy đấy, nên Đức Phật dạy là cần phải có tránh tư duy. Tránh tư duy rất là quan trọng. Tâm nhiễm ô hay tâm thanh tịnh nó cũng do tránh tư duy là một phần. Tư duy có những tính chất, đây là những cái tính chất của tư duy này. Tư duy nó là một cái tâm sở tầm. Tư duy, cái tâm tư duy này nó chính là một cái tâm sở tầm. Tầm có nghĩa là nó luôn luôn hướng đến đối tượng. Ví dụ mình, nó cứ nghĩ đến chuyện này một cái, xong rồi cái tâm của mình nó lại hướng sang một chuyện khác. Xong rồi cái tâm của mình lúc này nó nghĩ đến chuyện này, lúc nó nghĩ đến chuyện khác. Tức là nó có cái sự hướng tâm từ chuyện này, nó hướng tâm sang chuyện khác, nó hướng tâm sang chuyện này, hướng tâm sang chuyện kia. Đấy nó là tư duy. Tư duy là tầm, tầm tư. Tầm tư, tầm tư, tầm tư gì đây? Tầm tư ấy. Thế mà cái người tư duy thì người ta, nhưng mà cái người mà tư duy ô nhiễm, người ta cứ dục tầm, sân tầm, hại tầm. Ví dụ như có một vị tỳ kheo nói là Bạch Đức Thế Tôn, khi con ngồi thiền, các dục tầm, sân tầm và hại tầm nó cứ khởi lên, thì đấy nó là cái tư duy. Tâm nó cứ bắt những cái đối tượng, cái triển cái. Còn khi mà tâm mình nó hướng vào hơi thở thì đấy nó cũng là tư duy trên hơi thở, tư duy trên pháp môn niệm Phật, niệm pháp, niệm Phật. Tư duy là một tâm sở tầm hướng đến đối tượng, nhiệm vụ của nó là tác động vào đối tượng, tầm tác động trên đối tượng. Biểu hiện của nó là dẫn tâm đến đối tượng, nhân gần của nó là đối tượng để tư duy, đối tượng để tư duy, tư duy nó suy nghĩ chuyện này, tư duy nó suy nghĩ chuyện kia. Và cái tâm thường thường thì nó thay đổi các cái trạng thái, các cái cảnh, các cái đối tượng liên tục. Nó giống như con ngựa, nó không có cương, nó cứ chạy ra, cứ nghĩ chuyện này một tí, xong nó nghĩ chuyện kia một tí. Đấy là cái tư duy. Mà cái tư duy nó cứ tăng xăng như vậy thì nó thành cái phóng dật. Cái tư duy mà nó cứ an trú ở trên một đối tượng, nó cứ suy tư an trú trên một đối tượng, thì cái tâm dần dần nó trở nên định tĩnh trên một đối tượng. Nếu mà được cái đối tượng tốt ấy, đối tượng tốt thì nó sẽ phát triển được cái thiện tâm.
tư duy này thì cái tư duy này thì nó tư duy cả những điều tốt và tư duy cả những điều xấu, nên nó không tư duy hết cái gì, nó tư duy cái tầm này nó vậy, nó hướng đến cái gì mà khi mà nó hướng đến một cái đối tượng tốt thì nó trở thành cái tránh tư duy, khi mà nó hướng đến một cái chuyện xấu thì nó trở thành tà tư duy. Cái tư duy này, nên một người được huấn luyện nó rèn luyện cái tư duy này để cho nó luôn luôn tư duy về những cái điều tốt. Nếu mà cái tâm mà được, nội tâm mà được rèn luyện, được tu tập thì nó thường tư duy về những điều thiện. Còn nếu mà cái nội tâm mà không được tu tập, bị nhiễm ô, bị những cái bất thiện nó chi phối thì nó thường tư duy về những cái điều bất thiện. Cái tâm nó hay suy nghĩ những điều bất thiện. Thì khi mà nó suy nghĩ cái gì thì nó sẽ, mình sẽ trở, cái nhân cách của mình nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái tư duy này. Nên một cái người hay cái nội tâm thanh tịnh thì cái người đấy sẽ trở thành một cái người tốt, vì cái tâm nó hay tư duy đến những cái điều cao thượng, nên cái người đấy sẽ trở thành cái người cao thượng. Còn cái tâm nó hay tư duy những cái điều hạ liệt thì cái người đấy sẽ trở thành cái người hạ liệt. Thì có những người ta cứ mở mồm ra nói, nhưng người ta nói thô, nói tục, người ta cứ nói những cái câu tục nhảm nhí, những chuyện bậy bạ. Tại sao lại vậy? Bởi vì cái tâm nó hay tư duy những cái điều bậy bạ này, hay tư duy những cái điều thô tục, cho nên khi người ta nói thì người ta cũng nói tục, có phải vậy không? Còn có những cái người khi mà được rèn luyện thì cái tâm nó hay nghĩ đến những cái điều tốt, thì khi mà người ta nói ra thì người ta cũng chỉ nói những cái điều đáng nói, những cái điều tốt, chứ người ta không có hay nói những cái điều xấu. Cái tâm nó vậy, cái tư duy nó vậy. Khi mà người ta suy nghĩ mà trong tâm người ta hay suy nghĩ tốt thì cái hành động nó cũng thế, người ta sẽ hành động tốt. Còn trong tâm người ta hay suy nghĩ những cái điều xấu thì khi người ta có những cái hành động về thân, về khẩu, nó cũng sẽ thể hiện ra bên ngoài. Nó thể hiện ra bên ngoài bởi cái thân và cái khẩu của người ta. Thế nào là tránh tư duy và thế nào là tà tư duy? Thế này, câu trả lời: tư duy đúng sự thật thì là tránh tư duy không đúng sự thật thì là tà tư duy. Thì có những người thì tư duy những cái điều nó đúng, có những cái người thì tư duy những cái điều nó không đúng, những cái điều sai trái. Vậy thì bây giờ để xem cái gì là điều đúng sự thật này, tư duy cái gì là đúng sự thật và tư duy về cái gì là sai sự thật, thì nó sẽ nên là cái tư duy đúng sự thật. Thứ nhất là tư duy đúng về sự thật, thì ở đây thì bao giờ nó cũng có những cái sự thật nó thuộc về thế gian và có những cái sự thật nó thuộc về cái pháp suốt thế gian. Nó có hai cái dạng sự thật. Một cái sự thật là do cái sự quy định của thế gian, ví dụ thế gian người ta quy định là những cái làm cái việc này là đúng, làm việc này là sai. Nhưng mà có những cái sự thật thì nó thuộc về của tự nhiên, đó là những cái chân lý, những sự thật thuộc về tự nhiên. Những cái sự thật thuộc về cái pháp giải thoát, những sự thật của cái pháp giải thoát khác. Còn cái sự thật tương đối ở thế gian, những cái sự thật mà thế gian quy ước với nhau, quy định với nhau thì nó gọi là những cái sự thật tương đối. Còn những cái sự thật mà nó thuộc về của tự nhiên thì nó mới là sự thật tuyệt đối. Thì nó cũng có những cái tư duy, cái tâm của mình cũng có những cái tư duy như vậy. Có những cái người tư duy mà gọi là tránh tư duy, là phải tư duy đúng với những cái chân lý này mới là tránh tư duy. Ví dụ người ta hay tư duy về nỗi khổ đau trong sinh tử. Thế thì cái ai là cái người mà hay tư duy về cái nỗi khổ đau trong sinh tử này? Tất nhiên là cái người đó phải là một cái người có cái ba la mật, có cái sự hiểu, có cái nhân duyên được gặp giáo pháp thì người ta mới giác ngộ được cái này. Người ta tư duy về nỗi khổ đau trong sinh tử. Ví dụ như Đức Phật chưa đi xuất gia luôn luôn tư duy, nên là tại sao chúng sinh lại phải già bệnh chết, tại sao lại phải già phải bệnh phải chết, làm sao để mình hết già hết bệnh hết chết, làm sao cho chúng sinh hết khổ. Nó cứ tư duy về nỗi khổ đau trong sinh tử như vậy. Đây là một cái người mà có những cái ba la mật về cái pháp giải thoát, hay tư duy về cái nỗi khổ đau này, cứ thấy cái sự sinh tử là khổ đau, chứ không có thấy là sinh tử là
an vui sung sướng. Ví dụ như là bây giờ một cái người người mà không có cái sự giác ngộ về cái pháp giải thoát này thì người ta sẽ hoan hỷ thích thú về những cái sự sinh, người ta cứ gọi là happy birthday, happy birthday, vì sinh ra đời là hạnh phúc, sinh ra đời là sung sướng. Nhưng mà cái người mà có cái tư duy về cái nỗi khổ đau thì người ta lại nghĩ là có sinh ra rồi lại sẽ phải có già, có bệnh, có chết, sinh ra thì lại phải gánh chịu rất nhiều cái nỗi khổ đau, cho nên ngày nào còn sinh tử thì ngày nào còn khổ đau, tư duy về nỗi khổ đau trong sinh tử, đấy là tránh tư duy. Và cái người mà có trí tuệ thì người ta không phải là người ta tư duy cái khổ đau ở trong một cái kiếp sống này, mà người ta thường tư duy về nỗi khổ đau ở vô số kiếp sống khác. Ví dụ người ta thấy một cái chúng sinh như những cái con vật khi mà cái con nọ nó cắn nó bắt những cái con kia để nó ăn thịt, ăn tươi nuốt sống, các cái loài này nó ăn tươi nuốt sống loài khác, giống như là cái nuột rừng, cái con mạnh thì nó hiếp cái con yếu, mà cái nuột như là cái biển thì cá lớn nuốt cá bé, để nó cứ tư duy về cái nỗi khổ đau đấy. Tức là có cái người người ta quan sát như vậy, người ta thấy được cái nỗi khổ đau, người ta thấy là con người thì bắt ăn thịt những cái con vật nó yếu hơn, những cái con vật nó cũng vậy, nó cũng đối xử với nhau rất là tàn tàn ác, cái con nào nó mạnh hơn thì nó sẽ ăn thịt cái con nhỏ, mà có những cái loài nó chẳng ăn thịt nhau, mà nó gặp nhau nó phải cắn nhau chết thì nó mới vui, cứ cắn nhau chết ngoài vậy, cứ tàn sát nhau. Mà con người với con người vậy, thỉnh thoảng phải làm bạn, khi nào thích thì làm bạn, nào không thích quay ra làm kẻ thù để cứ tàn sát lẫn nhau. Thì cái nỗi khổ đau trong sinh tử này như vậy, tất cả các loài có sinh ra là có cái sự khổ này như vậy, tất cả những chúng sinh luôn luôn làm khổ lẫn nhau. Tư duy về nguyên nhân sinh dẫn đến khổ đau, ví dụ như là có những người mà tư duy được cái nhân sinh ra khổ đau thì cái đấy nó lại là một cái mức độ, một cái trí tuệ cao hơn thì mới tư duy được về cái nhân sinh ra khổ đau. Vì thường thường người ta chỉ thấy cái quả, nhưng mà ít ai mà thấy được cái nhân. Người ta thấy cái quả thì dễ, nhưng mà thấy được cái nhân rất là khó, cái nhân sinh ra cái quả thì rất là khó. Nên người nào mà có được một cái tuệ cao hơn nữa thì người ta tư duy về những cái nhân sinh ra khổ, để người ta mới biết được rằng có tham sân si là cái nhân sinh ra khổ, có tham ái, có sân hận và si mê, những cái phiền não đấy là những cái nhân sinh ra khổ, thì người ta giảm bớt những cái nhân sinh ra khổ. Cái người nào người ta thấy được cái nhân ấy thì người ta mới điều chỉnh được cái quả. Còn người ta thấy được cái quả thôi, người ta không biết cách nào điều chỉnh, nhưng người ta thấy được nhân thì người ta biết. Mỗi một khi người ta khởi lên những cái nhân sinh ra khổ như là tham sân si thì người ta thấy hổ thẹn, thấy ghê sợ, người ta giảm bớt cái tham sân si đi thì sau này người ta đỡ khổ đau hơn. Còn những cái người khác không biết thì cứ tham sân si thì sau này cái khổ đau nó nhiều hơn. Tư duy về con đường giải thoát, về đạo quả giải thoát và tư duy về con đường đi đến giải thoát, thì đây là những người đã có được cái sự thức tỉnh, cái giác ngộ, thì có cái tư duy này, đây là những cái người học đạo và tư duy về con đường này, thì cái người đấy là tránh tư duy và sẽ đi đến niết bàn ở tương lai. Thì cái người mà có những cái tư duy như thế này thì là cái người sẽ đi đến niết bàn giải thoát đấy. Luôn luôn tư duy về nỗi khổ và thấy kinh cảm về những cái nỗi khổ trong sinh tử, tư duy về cái nhân sinh ra khổ, tham sân si, và mỗi khi tâm nó khởi lên tham sân si và mình biết rằng mình còn tham sân si thì mình cảm nhận như là mình còn đang nuôi rắn độc ở trong nhà. Nhà mình mà có con rắn độc thì mình có an tâm không? Nên Đức Phật dạy là phải lấy cái, phải xua đuổi cái con rắn độc ra khỏi nhà thì lúc đấy mới ngủ ngon được. Còn nếu bây giờ mình mà biết trong nhà mình mà có ba con rắn độc nó đang nằm ở đấy, mình có dám ngủ không? Nó đang nằm ở dưới gầm giường, mình có dám ngủ không? Đấy, ngủ nó bò lên, nó cắn, nó chết. Thì cái người nào mà giác ngộ ra cái này thì người ta thấy là trong mình mà còn có những cái tâm tham sân si thì nó giống như là còn có con rắn độc ở trong người. Mình phải lo, nuốt ngày lo lắng là phải đuổi nó đi, không có để đấy nó cắn mình lúc nào không hay. Tư duy về sự giải thoát, là ước muốn được cái giải thoát cái sự khổ đau, và tư duy về con đường đưa đến giải thoát, là cái sự thực hành đạo pháp để đi đến giải thoát, đó là tránh tư duy.
Và tư duy không đúng là tư duy về cái dục lạc ở thế gian đó. Mà thường thường về tư duy về sắc đẹp, à, sao mình hôm nay nắm theo là mình có xinh không, có trang điểm thêm, à, tư duy về tiếng khen, làm sao hôm nay ra đường phải có người khen mình, à, mình thích khen cái gì, mình thích khen ra đường mà ôi hôm nay đẹp quá, à, thích không, đẹp tiếng khen, tư duy hôm nay phải ăn gì ngon. Đấy là tư duy về những cái dục lạc của thế gian, tư duy về tham ái, tham dục. Đấy là những cái tư duy này nó là tạo tư duy cái dục tầm, sân tầm, hải tầm, cái này là dục tầm. Hay là có những cái người ta đang phiền não thì cái tư duy làm sao hôm nay phải trả thù được cái người kia. Qua nó nói mình một câu đau lắm, hôm nay mình phải nói lại nó một câu này. Sân tầm, đấy là một cách tư duy về sân. Hôm nay mình phải trả đũa. Hại tầm có nghĩa là cái người mà người ta tư duy là ngày hôm nay phải đi sát hại cái sinh vật nào đây, sát hại cái chúng sinh nào đây. Hôm nay mình phải đi, mình phải để làm cho người này nó khổ não một tí. Luôn luôn có cái ý muốn làm khổ người khác, đấy là hại tầm. Đấy là những cái tư duy về dục, tư duy về sân, tư duy về sự não hại chúng sinh khác. Thì những cái tư duy đấy nó là tàng tư duy. Nói chung những tư duy đi kèm với tâm tham sân tà kiến thì nó là tà tư duy. Cái tư duy nào đi với tâm tham, tâm sân, tâm tà kiến thì nó là tà tư duy. Thường thường mình hay tư duy về cái gì? Tránh tư duy hay tà tư duy? Muốn có tránh tư duy thì phải làm gì? Bây giờ biết thế nào là tránh tư duy, thế nào là tà tư duy rồi vậy đi. Biết rồi nha, thế bây giờ biết rồi thì bây giờ mình muốn có được tránh tư duy thì mình phải làm gì? Phải làm gì để cho nó mình tăng trưởng cái tránh tư duy lên? Phải nghe pháp và thực hành pháp thì nó sẽ phát triển được cái tránh tư duy. Phải chịu khó nghe pháp nhiều. Khi mình nghe pháp xong rồi mình hay suy nghĩ lại cái bài pháp đấy này. Đấy, cái tâm của mình nó có cái để mà tư duy. Cái người mà không học pháp thì không có cái chất, nó không có cái pháp để nó tư duy, nó không có cái chánh pháp để nó tư duy. Và suốt ngày mình chỉ được trau dồi tiếp thu những cái pháp ở thế gian. Những cái pháp thế gian, những cái pháp mà nó tăng trưởng tham sân si, mình toàn tư duy cái đối tượng của tham sân si không thì mình tả tư duy. Còn cái chánh pháp lúc nào cũng dạy mình là phải ni tham, ni sân, ni si. Và cái mà nó ni tham, ni sân, ni si đấy là tham là chánh tư duy. Thực hành pháp là chánh tư duy. Ví dụ một cái người chú tâm ngồi thiền một tiếng, hai tiếng chú tâm vào hơi thở thì cái lúc đấy là tư duy cái gì? Thì tâm lúc đấy nó hướng đến hơi thở, tâm nó hướng đến cái gì thì lúc đấy là nó đang tư duy trên cái đấy. Vậy thì lúc đấy nó cũng là thực hành pháp là tránh tư duy. Để mình nghe pháp cũng là tránh tư duy. Pháp học, pháp hành nó đều tạo ra cái tránh tư duy hết. Để một người nào mà không biết đến pháp học, không biết đến pháp hành thì người đó không có cái tránh tư duy. Người ta chỉ có cái tâm tà, chỉ có cái tâm ô nhiễm, chỉ có suy nghĩ những cái điều xấu, chỉ có suy nghĩ đi kèm với tham sân si. Và rất hiếm khi nó có cái vô tham vô sân vô si. Nó có thể có vô tham vô sân nhưng mà rất hiếm khi nó có cái vô si. Tư duy nên pháp thực hành pháp là cái là thế nào là tư duy trên pháp học, thế nào tư duy trên pháp hành. Nghe pháp rồi suy nghĩ đến những cái nghĩa lý sâu xa của bài pháp đó là tư duy, nó cũng là một cái tư duy trên cái pháp học. Đấy, nó cũng là một cái tư duy. Như mình đọc một cuốn sách xong này mình cứ suy nghĩ về những cái bài, những cái lời Đức Phật dạy trong cuốn sách này. Cái người mà đọc sách Phật pháp nhiều hoặc là nghe những cái băng giảng, cái bài giảng nhiều, nó sẽ tăng trưởng cái chánh tư duy lên rất là nhiều. Chánh tư duy này nó ở cái pháp học nó cũng tạo ra cái chánh tư duy này. Tụng kinh, nghe pháp, đọc sách, đàm luận về Phật pháp nhé, nó đều tăng trưởng cái chánh tư duy lên. Nó làm cho tâm của mình nó liên hệ với pháp nhiều hơn.
Nhưng mà mình đọc những cái sách mình ở thế gian thì nó lại tùy di đến những cái pháp thế gian. Thế nhưng mà còn cái sự thực hành này, còn cái tư duy nó cũng có cả trên cái sự thực hành, nhưng mà mình suy tư về sự trong sạch của giới để hoan hỷ. Khi mà mình giữ giới trong sạch, mình hoan hỷ với cái sự giữ giới trong sạch của mình đấy, nó cũng là cái tránh tư duy trên sự thực hành. Suy tư những cái giới đã phạm để sám hối, nó cũng là tránh tư duy. Khi mình thấy mình suy nghĩ lại cái sự giữ giới của mình không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, nó rơi cũng rượu, mình hoan hỷ. Như hôm nay mình đang đi, thế là mình đáng lẽ là mình đi mình gặp những cái con sâu ở dưới đất đấy, mình tránh ra một bên, mình không đạp vào nó. Đấy là lúc ấy mình đã giữ được cái giới không sát sinh. Mình nhìn thấy của người khác, mình không khởi lên cái tâm lấy trộm, mình không khởi lên cái tâm tà dâm nói dối gì. Có người mời mình uống rượu, mình không uống rượu, thì hôm đấy mình sẽ hoan hỉ, bởi vì mình đã thành giữ được cái giới một cách trong sạch. Mình suy nghĩ được như vậy, nó là tránh tư duy. Pháp hành giới, pháp hành về giới, suy tư về những cái giới đã phạm để sám hối. Khi mà mình suy nghĩ đến những cái giới mà mình đã phạm phải, thì mình suy tư để mình sám hối, thì nó cũng là tránh tư duy. Suy tư về sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi để ngăn ngừa không tái phạm trong tương lai, nó cũng là tránh tư duy về giới. Mình nếu một người mà giữ giới thì người ta cũng có cái để mà người ta tư duy, người ta tư duy về cái sự giữ giới của mình. Nếu mình giữ giới trong sạch thì mình hoan hỷ về cái điều đó. Mình giữ giới mà chẳng may nó phạm giới thì mình cũng suy tư đến những cái việc phạm giới đó để sám hối. Còn nếu mình giữ giới nó đang tốt thì mình cũng có cái tâm hổ thẹn và ghê sợ những tội lỗi để ngăn ngừa không tái phạm trong tương lai. Nếu mình thì đó cũng là tư duy về giới. Vậy một cái người mà thọ trì giới là người đó đã có được cái nhân, có được cái pháp để mà tư duy. Nên cái người mà không có thực hành thì không có cái pháp để tư duy. Khi mà mình thực hành thiền định thì mình sẽ có cái pháp về thiền định để mình tư duy. Mình hướng tâm trên đề mục thiền, nhận biết cái đề mục đó liên tục, đó cũng là tránh tư duy. Một cái người thực hành, ví dụ một người mà luôn luôn tưởng nhớ đến ân đức Phật, thì cái tâm nó hướng đến cái ân đức Phật, nó suy tư về các cái ân đức Phật, thì đấy là tránh tư duy. Cái người ân đức Pháp, ân đức Tăng vậy. Hoặc là một cái người mà có cái sự thực hành bố thí, và khi trước khi mình làm việc bố thí mình đã tư duy rồi, mình nghĩ rằng ngày mai ta sẽ làm bố thí, thì cái hôm nay nó đã có cái sự tư duy rồi. Tư duy thì tức là cái tránh tư duy nó đã có trước khi mình làm, và cái tránh tư duy nó có trong khi mình làm, và tránh tư duy nó có sau khi mình làm. Trước khi mình làm mình đã phải suy nghĩ trước rồi, suy nghĩ trước thì mình mới làm mà. Rồi trong cái lúc mình làm mình cũng suy nghĩ, bây giờ ta đang bố thí, sau khi mình làm rồi mình vẫn tư duy về cái việc làm đấy, thì đấy nó không lại tránh tư duy. Mình cứ thực hành những cái thiện pháp thì nó sẽ có nhiều cái thiện pháp để cho cái tâm nó tư duy trên cái thiện pháp đấy. Thì tất cả những cái đề mục thiền nó đều tạo ra tránh tư duy hết. Một người tu tập bất cứ một cái pháp thiền nào nó cũng tạo ra cái tránh tư duy. Để cái người học pháp thì nó có tránh tư duy về cái pháp học, hành pháp thì nó có tránh tư duy về pháp hành. Một người mà thực hành thiền tuệ thì nó có tránh tư duy về cái thiền tuệ, quán chiếu các pháp chân đế để ngộ ra sự thật của các pháp, đó là tránh tư duy về thiền tuệ. Vì nó quan thấy được sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, quán chiếu năm uẩn này, các nhân sinh ra năm uẩn tập hợp, năm uẩn luận diệt, con đường đưa đến năm uẩn luận diệt, thì nó đều là tránh tư duy. Vậy để một người thấy pháp, người đó sẽ có cái để mà tư duy trên cái pháp đó.
người suy nghĩ rằng ta muốn làm ra nhiều tiền để đi bố thí cúng dường thì là tư duy gì? Có lúc nào mình nghĩ là mình sẽ làm ra nhiều tiền không? Làm ra nhiều tiền để làm gì? Làm ra nhiều tiền để mua nhà to, mua xe đẹp, để đi du lịch, để làm gì nữa? Để có được tất cả những gì mình muốn. Chính suy nghĩ làm nhiều tiền để đi bố thí cúng dường, và suy nghĩ rằng là mình làm ra nhiều tiền để đi cúng dường, đi bố thí, thì cái đấy là tư duy gì? Tránh hay tà? Tránh hay tà? Tránh hay tà? Ai có suy nghĩ đây? Cả hai á? Hai là một, ai bảo hai? Muốn có nhiều tiền là cái tâm tham. Khi mình khởi lên tâm muốn có tiền thì nó có tâm tham, nó khởi lên thì tham thì nó là tà tư duy đó. Vì nó đi tâm, cái tầm nó cứ đi với tham sân si, nó là tà tư duy. Nhưng khi mình muốn bố thí, mình lại khởi lên cái muốn bố thí, nó là vô tham. Hai cái suy nghĩ này nó có cùng một tâm không? Nó phải là hai tâm, nó không có cùng một tâm được. Một cái tâm muốn có tiền nó khác, một cái tâm muốn bố thí nó là một tâm khác. Vậy hai tâm này nó là hai tâm khác nhau, một tâm thiện và một tâm bất thiện. Vậy một cái suy nghĩ trước là suy nghĩ bất thiện, suy nghĩ sau là suy nghĩ thiện. Vậy thì cái tâm nó phải hướng đến hai đối tượng rồi. Khi mà nó nghĩ muốn có tiền thì nó phải nghĩ đến cái cách thức đi làm tiền như thế nào. Và khi mà nó nghĩ đến cái việc bố thí là nó có cái tâm xả cái tâm tham. Vậy thì cái tư duy đấy đó, nó có hai loại tư duy, nó có cả tránh cả tà. Có người suy nghĩ rằng ta sẽ học thật giỏi để mai sau làm người có ích cho xã hội. Ai có tư duy này không? Lúc nào phải dạy các con phải học thật giỏi, mai làm người có ích phải không? Nhất là mấy cô giáo, lúc nào cũng phải, lúc nào mà chả nhắc nhở học sinh như thế. Đi học lúc nào chả được cô giáo nhắc nhở vậy. Vậy cái tư duy đấy là tư duy gì? Tránh hay tà? Tránh. Tư duy đấy là tránh hay là tà? Đây này, là cái tư duy thế gian. Cái tư duy này là tư duy về thế gian. Nó cũng là tránh tư duy, nhưng mà là cái tránh tư duy đấy là tránh tư duy của thế gian. Là cái điều đấy là điều tốt phải không? Học giỏi, học giỏi ai mà chẳng muốn. Để làm người có ích nhé, làm người có ích cho xã hội nữa, tốt quá chứ. Điều đấy là tránh tư duy của thế gian. Đối với thế gian như thế thì tốt lắm rồi phải không? Là tư duy của thế gian. Tư duy thế gian là tránh hay tà? Tư duy thế gian nó là tránh tư duy đối với thế gian. Tư duy thế gian thì ở mãi thế gian, không thoát ra được. Như vậy suy nghĩ tốt của thế gian là tránh với thế gian, nhưng nó không phải là tránh với con đường giải thoát. Đường giải thoát khác, con đường mình dính mắc với thế gian thì nó khác. Hai con đường giải thoát và con đường ở thế gian thì nó khác nhau. Người tham ái với thế gian thì ở mãi thế gian, tham ái với giải thoát, ưa thích giải thoát thì đi đến giải thoát. Có những cái mà thế gian thì coi nó là tốt, nhưng mà đối với con đường giải thoát thì nó là không tốt. Mà thế đối với thế gian thì nó là tốt, nhưng mà đối với con đường giải thoát thì nó không tốt. Ví dụ bây giờ có những gia đình rất là hòa thuận, vợ chồng rất là thương yêu nhau, đấy có tốt không? Phải không? Tốt quá chứ. Bây giờ mà bố mẹ thương yêu nhau, con cái có vui không? Vui quá. Bố mẹ mà cãi chửi nhau thì sao? Con cái nó cũng buồn phiền. Vậy thì gia đình đấy mà hòa thuận thương yêu nhau, mà thương yêu nhau thì nó là cái gì? Nó là cái ái nặng. Mà cái ái đấy thì nó sẽ dẫn đến đâu? Nó sẽ dẫn đến cái luân hồi kéo dài mãi mãi.
nhất là thương yêu nhau rồi nguyện thì mà chúng mình nguyện đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng của nhau nhé, thì nó lại càng sâu nặng ở trong sinh tử. Thì cái đấy nó cũng là tư duy đấy, nó tăng cường cái tình yêu tình cảm lên, nhưng mà nó cũng tăng trưởng luôn cả cái vòng luân hồi, tăng trưởng cả cái hạnh phúc, nó cũng tăng trưởng hạnh phúc thế gian, thì cái sinh tử nó cũng tăng trưởng cả sinh tử. Hay trong cái pháp của Đức Phật, Đức Phật dạy nếu mà là một cái người đi xuất gia là tuyệt đối không có được làm môi giới cho những người nam với người nữ người ta yêu nhau được. Nếu mà phạm cái đấy là coi như là một vị đấy, là vị nào mà làm cái việc đấy coi như là một vị tàn phế, giống như là một vị xuất gia tàn phế, giống như là bị thương, giống như bị cụt chân tay ấy. Thế này có người vậy, thì bây giờ nếu bố mẹ mình mà có mâu thuẫn ly thân thì mình có nên đến hòa giải cho hai người để về với nhau không? Cũng bị tàn phế luôn. Nếu mà ly thân thì cho mà đi tu luôn, không có được một môi giới cho ông bà trở về với nhau nữa. Bởi vì Đức Phật ghê sợ cái tham ái này, vì tham ái nó dính mắc ở trong sinh tử. Tư duy thế gian chia sẻ ở thế gian là vậy. Có người suy nghĩ ta sẽ giữ giới thật nghiêm để được mọi người cung kính là tư duy gì? Thì mình có người nghĩ ta thì ta phải rất là trang nghiêm, phải rất là thể hiện một cái gì đó rất là cao quý để cho mọi người cung kính. Tư duy đấy là tư duy gì? Nghiêm, thật nghiêm. Tư duy như vậy là tà. Tại sao? Tại sao lại tà? Bởi vì mục đích nó không cao thượng. Như thế nào là mục đích cao thượng? Vì đâu người ta nghe ta sẽ giữ giới để giải thoát khổ đau mới là mục đích cao thượng. Nhưng bây giờ ta sẽ ăn chay để cho mọi người khen ngợi ta là một những người tốt. Thì tư duy như vậy là tránh hết tà. Cùng một cái hạnh đấy, cùng một cái hình thức đấy, nhưng mà cái mục đích nó có khác nhau, không phải là giống nhau. Có người suy nghĩ ta sẽ học thông kinh điển để trở thành pháp sư nổi tiếng thì là tư duy gì? Đấy, nó là tư duy tà. Nhưng mà bây giờ một cái người đứa trẻ mà bây giờ mà ta sẽ học thật giỏi để sau này trở thành một cái người thầy nổi tiếng thì là tư duy gì? Nó là tránh với thế gian. Vì cái người thế gian người ta tư duy như vậy là tốt, là trở thành người tốt. Nhưng mà cái người học Phật pháp mà tư duy là ta sẽ học thật giỏi để sau này trở thành một người thầy nổi tiếng thì nó lại là tà. Đối với cái pháp thế gian và cái pháp suốt thế gian nó khác nhau. Bởi vì cái mục đích của người thế gian thì cái tốt của người thế gian nó khác, còn cái tốt của cái đạo giải thoát nó khác. Tại sao lại là tà? Vì ham cái nổi tiếng. Ham cái nổi tiếng, có ai muốn nổi tiếng không? Ai mà chẳng muốn nổi tiếng mà. Nhưng mà ham cái nổi tiếng thì nó lại trở thành tà tư duy. Nên là ham danh đấy. Ham danh cho nên là người ta cố gắng, người ta mua danh, lấy tiền để mua danh. Như thế nào thì mới là tránh tư duy? Thì ta sẽ giảng pháp cho mọi người hiểu và hành theo lời Phật dạy để giải thoát khổ đau. Cái người mà tư duy vậy thì là tránh tư duy. Thì ta sẽ học Phật pháp để giảng pháp cho mọi người thực hành theo lời Phật dạy để giải thoát khổ đau. Như thế mới là tránh. Có người suy nghĩ ta sẽ xây chùa thật đẹp để mọi người đến xem. Là tư duy gì? Nó là tà tư duy. Thế nào mới là tư duy tránh? Xây chùa to để nhiều người đến tu học và giải thoát. Có người suy nghĩ ta sẽ tu tập giới định tuệ để cầu mong kiếp sau sinh về thiên giới hưởng phước báo lâu dài là tránh hệ tà.
Vậy bây giờ có người nói là ta sẽ tích lũy thật nhiều tiền để sau này mua nhà to, mua được rất là nhiều những cái đồ đạc quý báu, thì đấy là tránh hệ tà. Thì có người tu giới định tuệ để sau này người ta hưởng phước rồi có nhất trời thì tránh hệ tà. Nó cũng là tà tư duy ấy. Tư duy như vậy nó vẫn còn là tà. Tại sao? Vì vô minh nên mới tham ái chấp thủ vào những cái dục lạc ở cõi thiên giới, nên bị đắm chìm để trong sinh tử. Bởi vì những cái tư duy như vậy nó vẫn còn đi kèm với vô minh, nó đi kèm với tham ái, nó đi kèm với chấp thủ. Những cái tâm mà vô minh vậy, cho nên rằng là mới nghĩ là còn ưa thích những cái cảnh giới, các cái cõi sinh hữu, các cõi sống khác nhau, tham ái vào những cái niềm vui ở cái cõi đấy. Vậy một người người ta ưa thích giàu sang phú quý ở thế gian thì là có vô minh, có tham ái không? Có vô minh hết, tất cả những cái gì mà ở thế gian nó đều có vô minh, có tham ái, có chấp thủ hết. Vậy thì cái con đường đi đến giải thoát thì nó phải diệt trừ vô minh, tham ái, chấp thủ mà. Thì cái con đường mà Đức Phật dạy đi đến Niết Bàn thì là nó phải là cái pháp này là cái pháp đi đến Niết Bàn. Cái pháp mà tứ diệu đế này là cái pháp đi đến diệt tận khổ đau, chứng đắc Niết Bàn. Cái pháp này không có dạy cái cách để mình làm giàu, không có dạy cái cách để mình sống lâu, không có dạy cái cách để mình có sắc đẹp, mà dạy chỉ dạy cái cách mình đi dục, đi tham, đi các ác bất thiện pháp này để đoạn tận khổ đau. Như thế nào mới là tránh tư duy? Cái tư duy về giới định tuệ như thế nào mới là tránh? Đấy là sự tu tập tu giới định tuệ để mong cầu chứng đắc Niết Bàn. Nhưng mà một người thực hành giới định tuệ thì suy nghĩ như vậy là tránh tư duy. Hỏi tiếp, có người suy nghĩ ta giờ đang làm người thì ta cứ hưởng thụ những niềm vui ở cõi người đi, còn kiếp sau thì cũng là một cái thân khác chứ có phải thân mình nữa đâu mà phải lo. Có ai suy nghĩ vậy không? Suy nghĩ là bây giờ mình đã có cái thân người này. Thì bây giờ mình cứ hưởng thụ cái niềm vui đi. Còn kiếp sau thì nếu nó có tái sinh lên kiếp sau, nó có khổ đau thì nó là cái thân khác, nó đâu có phải là mình nữa. Có tư duy vậy không? Một cái thân khác. Vậy cái người này là cái người có vấn đề gì? Có vấn đề gì mà lại suy nghĩ như thế này? Có vấn đề gì mà lại tư duy như thế này? Có bao giờ mình lo cho kiếp sau hay là mình chỉ lo cho kiếp này thôi? Kiếp này mình kiếp sau mặc kệ hả? Muốn làm sao thì làm hả? Con chiếm địa ngục thì nó là một cái người khác, nó ở dưới địa ngục hả? Chẳng phải mình. Nó có sinh làm con lợn, con heo, người ta có mổ người ta ăn thịt, nó cũng là con lợn, con heo, chẳng phải mình. Nó sinh làm một người khác, người khác đấy có khổ đau hay hạnh phúc cũng là người khác. Cái người như thế là có cái vấn đề suy nghĩ như vậy, thứ nhất là tà, và thứ hai tại sao lại là tà? Bởi vì cái người đó chấp thủ vào sắc thân, vì cái vị đó cứ nghĩ rằng là cái thân này mới là mình, không phải cái mà nó là cái thân khác, một cái nó không là mình nữa, nó chấp thủ vào cái sắc thân là vậy. Cái người này cần phải quán cái tham niệm thân nhiều. Những thân, ví dụ cái niệm cái thân này là nó sẽ phải chết, niệm cái thân này là tứ đại, bớt cái chấp thân, có cái vô minh về cái sắc thân, còn thân thì còn ta hết, thân thì hết, thì ta hết. Đấy nó có cái chấp thân, mình cứ nghĩ nếu mình có thân thì mình lo cho cái thân này nó sung sướng trước đấy. Còn khi mà cái thân này nó hết rồi, cái thân sau nó muốn làm sao mà kệ. Thân sau này làm cái gì thì làm. Như thế nào, suy nghĩ như thế nào thì là tránh? Suy nghĩ hiện giờ ta đang là một người, nhưng trước kia ta đã từng trải qua tất cả các cõi sống rồi. Từ những thú vui trên thiên đường đến những khổ đau nơi địa ngục, ta đã nếm trải hết rồi. Phải tư duy như vậy. Vậy ta phải tận dụng kiếp người này mà tích lũy 3 năm mặt để sớm chứng ngộ Niết Bàn.
Mình đã bao giờ mình tư duy là trước kia mình đã từng làm chư thiên chưa? Có bao giờ mình suy nghĩ vậy không? Mình có đã bao giờ mình suy nghĩ là ta đã từng ở trong địa ngục chưa? Ta đã từng làm tất cả các cái loài súc sinh chưa? Mình đã từng bao giờ nghĩ rằng trước kia mình từng làm cái con rận mà nó bám ở trên mấy cái con mít chưa? Hút máu của mấy cái con đấy à? Thế mà ở trong sinh tử nó có tất. Có tất, nó đã trải qua tất cả những cái loài như vậy. Những cái loài nhỏ bé thấp kém, nhưng bằng những cái con trùng ở trên thân nó cũng có chứ. Chim trên trời, cá dưới biển, tất cả các loài mình đã từng trải qua hết. Để mình thấy các cái vị thiên thần người ta được phụng thờ như thế, mình thấy người ta có cao quý không? Mình có nghĩ rằng mình trước kia cũng đã từng là các cái vị thần như vậy không? Các vị chư thiên, thiên thần hết rồi, đã trải qua hết rồi. Chẳng có cái kiếp nào mình chưa trải qua cả. Tư duy như vậy, đấy là tránh tư duy. Vậy bây giờ mình sinh ra làm người này, thì mình mới biết là phải nên làm gì với cái kiếp người này. Đừng có để uổng phí cái kiếp người này. Cái kiếp người này, mình phải tận dụng cái kiếp người này, làm những cái việc đáng làm. Chứ đừng có để cho cái kiếp người này nó làm những việc không đáng làm, rồi sau này phải hối hận. Tiếp, có người suy nghĩ ta đi chùa để Phật cầu cho gia đình được bình an, tăng phúc lộc thọ. Là tư duy gì? Đi chùa mình có hay có cái tư duy này không? Hay có cái cầu xin này không? Cầu cho gia đình được bình an, tăng phúc, tăng lộc, tăng thọ. Và nhiều người là đi chùa mình sẽ hay có tư duy vậy, mình hay cầu xin như vậy. Nhưng mà cái cầu xin như vậy nó vẫn là tà tư duy. Suy nghĩ như vậy nó vẫn là tà. Như thế nào mới là tránh? Thế bây giờ mình phải tư duy như thế nào, suy nghĩ như thế nào khi đi chùa mới là tránh? Thì mình phải suy nghĩ thế này là ta đi chùa để tăng trưởng cái niềm tin vào giáo pháp, giải thoát mà Phật đã dạy, để tinh tấn thực hành cho sớm thoát khổ. Tức là đi chùa là như thế, tăng trưởng cái niềm tin, tăng trưởng cái thiện pháp, tăng trưởng cái công đức. Ví dụ khi mình rảnh lễ Phật một cái, mình tăng trưởng được cái tâm cung kính, mình hoan hỷ với các cái đức hạnh, với Phật pháp tăng trưởng cái tín tấn niệm định tuệ. Hỏi tiếp, tư duy về thế gian thì sẽ như thế nào, và tư duy về đạo giải thoát thì sẽ như thế nào? Một cái người mà hay tư duy về thế gian thì nó sẽ là sao? Tư duy về đạo giải thoát thì sẽ làm sao? Cùng một cái thân người nhưng mà cái suy nghĩ nó có giống nhau không? Nó khác nhau, cái suy nghĩ nó khác nhau. Vậy tương lai thì những cái suy nghĩ, những cái người mà có cùng suy nghĩ thì sau này sẽ còn gặp nhau. Những cái người mà cái suy nghĩ trái chiều thì sau này sẽ không gặp nhau nữa. Một người suy nghĩ về đời, một người suy nghĩ về đạo, một người thường xuyên tư duy về đời theo cái nối cái pháp của thế gian, một người thường xuyên tư duy về cái pháp giải thoát. Hai cái người đấy sẽ như thế nào ở trong tương lai? Cái người tư duy thế gian thì sẽ sinh ra tham ái, chấp thủ sâu nặng vào đời sống thế gian và chìm đắm vào trong sinh tử. Còn cái người mà thường xuyên tư duy về đạo thì sẽ dần dần giác ngộ được chân lý và đi đến giải thoát. Cái tư duy nó sẽ thể hai cái nối tư duy khác nhau này, nó sẽ đi về hai cái cạnh khác nhau, đi về hai cái con đường khác nhau. Tư duy về đời thì mình sẽ ở lại cõi đời, tư duy về đạo thì mình sẽ đến được cái đạo giải thoát.
Như là bây giờ trong nhà mình có hai đứa con chẳng hạn, một đứa thì nó rất là ham học và một đứa thì nó rất là lười học, thì hai cái đứa đấy cái tư duy nó có khác nhau không? Nó khác nhau và sau này cái cuộc sống của nó có giống nhau không? Không giống nhau. Lúc còn bé nó có cái suy nghĩ khác nhau, nó có cái tư duy khác nhau, thì lớn lên nó sẽ đi về hai cái con đường khác nhau. Một cái đứa mà ham học về sau này nó sẽ làm sao? Nó sẽ khác, nó sẽ trở thành một người khác. Còn một cái đứa mà lười biếng thì nó sẽ khác. Đứa lười học thì nó sẽ ở với bố mẹ lâu hơn. Đứa ham học về sau này nó đi chỗ khác mất. Thì cái tư duy về đời về đạo nó cũng thế, nhưng mà tư duy ở thế gian thì cứ ở thế gian, tư duy về đạo thì sẽ thoát ra khỏi thế gian và đi đâu mất, đi về niết bàn mất. Rồi, làm thế nào để luôn tư duy về đạo? Muốn vậy thì bây giờ mình muốn thường xuyên cái tâm của mình nó mình muốn nó tư duy về đạo hay là mình muốn nó tư duy về đời?